Hello, chào tất cả quý cô chú anh chị khách hàng nhé. Em thường lên sóng giao lưu với cô chú anh chị khách hàng nhà mình một gốc rắc dây cao 3 hàng lũa chu sụ nhé. Vân rất là đẹp mọi người nhé, rất là phê. Cục đây được 27 cân. Các bác ghép lan hay là chơi lũa tự nhiên đều đẹp nhé. 27 cân mọi người. Rồi, kích thước này, chiều cao mọi người này được 95 trên đầu này, 15 13, chỗ dày nhất 5 phân rưỡi, chỗ mỏng 3 phân, còn mấy cái rễ dưới đây là đặc này. Ở dưới này mọi người được 19 này, 17 này, 17 này, từ bên kia qua đây mọi người 33 này. Đầu rễ qua đây. Cho rễ này nó rất to mọi người nhé. 11 10 13 giá rẻ cho mọi người, thiện chí nha. Lụa chắc dây sụn rất là đẹp mọi người. Em xịt rửa sạch sẽ rồi. Đấy, các bác chỉ cần ghép cây hay ghép lan hay đục chim chóc hoa lá cành cũng được. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé.